Rồi, alo, xin chào các bạn. Trong cái video này thì trường sẽ mở đầu năm mới một cái video chia sẻ với các bạn những cái công cụ hỗ trợ rất là đắc lực cho việc kiếm tiền online hoặc là bán hàng online. Đầu tiên thì một phút giới thiệu sơ qua, đây là kênh của trường ha. Đây là trường chia sẻ rất là nhiều về các thủ thuật là chủ yếu là bán hàng online. Sau này kênh này trường sẽ tập trung chủ yếu vào bán hàng là chủ yếu ha, kênh Lê Văn Trường. Thì các bạn hãy vào kênh này, các bạn tham khảo rất là nhiều cái thủ thuật ở đây. Các bạn có thể là đăng ký kênh và click vào biểu tượng chuông thông báo này, mỗi khi có video mới nó sẽ thông báo cho các bạn. Và trong năm nay trường sẽ tiếp tục mở một kênh mới, đó là Make Money Online. Cái kênh này thì trường sẽ chia sẻ các bạn rất là nhiều cái thủ thuật, rất là nhiều các khóa học về kiếm tiền online, make money online. Và cái khóa học đầu tiên trường đang chia sẻ mới setup đây là cái khóa hướng dẫn các bạn trade coin từ A tới Z. Sắp tới thì trường chia sẻ rất là nhiều những cái lĩnh vực, những cái thủ thuật về kiếm tiền online, MMO là các bạn. Thì các bạn cũng có thể vào đăng ký kênh ha và click vào cái chuông nhận thông báo trên đây, mỗi khi có video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Rồi, trong cái video này thì trường sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công cụ rất là tuyệt vời, đó là Ahrefs và Keyword Tool. Cái công cụ này giúp ích rất là nhiều. Nó giúp chúng ta những cái gì thì trong video này chúng ta sẽ cùng đi qua tìm hiểu ha. Thì các bạn, là hai công cụ này, đây là hai công cụ đã trường đã mua trả phí các bạn. Cái công cụ này rất là đắt ha. Ví dụ như Keyword Tool này nó đâu đó tầm ở 170 mấy đô, và cái công cụ Ahrefs này nó cũng đâu đó 100 mấy chục đô rồi các bạn, rất là mắc, một tháng các bạn ha. Hai công cụ này các bạn gom lại thì nó đâu đó tầm 300-400 đô một tháng, rất là mắc này các bạn. Để sử dụng công cụ này thì các bạn có thể vào Facebook, các bạn tìm tới các bạn này Lâm Sale ha, thị trường cũng đang mua qua cái bạn này. Các bạn chỉ có 150k, 150k một tháng thôi. Các bạn có thể mua bạn là Trần Lâm, các bạn Trần Lâm Sale sao. Trần Lâm, các bạn ghi có dấu đây, các bạn này, Trần Lâm ha. Này các bạn, thì bạn này thị trường cũng biết qua Facebook thôi, cũng mua của bạn nó cũng chưa, các bạn nữa này, lại cần lắm thì các bạn có thể mua. Ok rồi, bây giờ cái công cụ này sẽ giúp ích gì cho các bạn? Đầu tiên là chúng ta sẽ, khi các bạn mà mua của các bạn này á, thì bạn sẽ cung cấp cho các bạn một cái đường link này, cái user và cái path các bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào thì nó sẽ có cho chúng ta bốn công cụ rất tuyệt vời. Bốn công cụ này chỉ có 150k. Bốn công cụ thị trường chỉ mới sử dụng hai công cụ thôi, nó là Keyword Tool và Ahrefs. Và công cụ Keyword Tool này nó sẽ có tác dụng như thế nào? Ở đây họ cho chúng ta tới bốn cái link ha, thì các bạn click vào. Tại vì nó sẽ thường xuyên xảy ra lỗi nên chúng ta có thể chọn một trong bốn cái link này. Nếu cái link một lỗi thì các bạn chọn link 2, link 2 lỗi thì các bạn chọn link 3. Thì kiểu gì thì kiểu thì nó cũng ra được cái kết quả đây. Cái công cụ này khi các bạn click vào thì nó sẽ như thế này, bạn thấy là nó có thể cho chúng ta tìm kiếm ở trên Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, App Store, Instagram, Twitter, rất là nhiều đúng không ạ, công cụ này. Và các bạn có thể lọc theo cái location, tức là cái vị trí của bạn, ngôn ngữ gì, và các bạn chọn trên Google hay là Google Partner đúng không ạ. Các bạn có thể chọn là cái tiền tệ là cái gì, đúng không ạ? Rất là nhiều. Ở đây trường đang chọn tìm kiếm trên YouTube này. Trường làm chuyên về YouTube, trường sẽ quan tâm YouTube đúng không ạ? Và trường chọn là ở Việt Nam, các bạn không ạ? Các bạn có thể chọn tìm kiếm bất kỳ cái từ khóa nào trên những cái công cụ hỗ trợ này, đúng không ạ? Và các bạn chọn cái khu vực các bạn mong muốn. Thì ở đây ví dụ như là trường muốn tìm kiếm xem trên YouTube một tìm kiếm một sản phẩm dịch vụ nào đó bất kỳ là bao nhiêu. Ví dụ như trường gõ về thuốc giảm cân chẳng hạn,
Đây. Bạn thấy là chúng ta sẽ biết được chính xác những từ khóa nào mọi người đang lên YouTube tìm kiếm. Đây, rất là tuyệt vời cái công cụ này, hay lắm luôn các bạn. Đây các bạn, thuốc giảm cân. Đây, cái từ khóa thuốc giảm cân đây các bạn, tìm kiếm ha, search volume 22.200, bạn thấy kinh khủng không ạ? Và cái trend của nó ha, cái trend của nó đây là cái xu hướng, và cái CPC là 0.4 và cái cạnh tranh là rất là cao bạn ha, cao competition là cạnh tranh này các bạn, nó từ 0.1 tới 1 các bạn thấy là một là rất là cao ha, một là 100% là cao các bạn. Đây cái này nó các bạn sẽ thấy được là mỗi tháng ha, cái con số này là trung bình của 12 tháng thì các bạn thấy là nó sẽ theo một tháng rất là ổn định đúng không? 22.000 rất là ổn định các bạn này. 22.000 tìm kiếm với cái từ khóa này thì các bạn thấy là khi chúng ta làm một cái video đúng không? Nói về giảm cân mà nó làm trên top thì rất là tuyệt vời các bạn. Chúng ta mỗi tháng chúng ta sẽ tiếp cận được 22.000 khách hàng ha. Tiếp theo ở dưới đây nó sẽ gợi ý chúng ta thêm rất là nhiều cái từ khóa khác. À, đây các bạn thấy cũng liên quan tới giảm cân luôn. Bạn thấy nhiều không ạ? Rất là nhiều đúng không? Và còn phải rất là nhiều trang nữa, bạn thấy không ạ? Và nó tìm cho chúng ta được là 744 từ khóa. Tức là 744 cái từ khóa này được mọi người lên YouTube tìm kiếm, bạn thấy không ạ? Và từng từ khóa chúng ta biết được tìm kiếm bao nhiêu. Cái số này là cái số trung bình của 12 tháng các bạn nhé. Các bạn muốn biết chính xác thì bạn click vào trend đây này. Đấy, các bạn thấy là trend đang tăng, như từ khóa này đang tăng rất là tốt đúng không? Tăng ổn định đúng không? Rồi. Bạn thấy là cái CPC tức là một click chuột đó, khi các bạn mà quảng cáo ở trên YouTube á, cái CPC như là cost per click, một click chuột. À, khi các bạn quảng cáo thì nó tốn đầu đó tầm 0,3, đây là 0,3 đô này, đây 0,49 đô này, 0,28 đô này, các bạn thấy không? Chủ đề nó rất là cao đấy các bạn nhé. Đây, cạnh tranh rất là cao luôn, các bạn thấy không? Đây. Rồi, công cụ là tuyệt vời các bạn, công cụ này rất tuyệt vời. Đây là tổng volume search là 64.000. Đấy ạ, 64.000. Ở đây bây giờ Trường từ bỏ cái thuốc giảm cân đi, Trường để chỉ giảm cân thôi. Bạn thấy là nhu cầu về một sản phẩm dịch vụ bất kỳ khi các bạn chỉ cần gõ trên cái công cụ này, nó sẽ phân tích cho các bạn thấy được rất là rõ ràng mọi thứ luôn, đúng không ạ? À, người nào, ai đó lên Google tìm kiếm với từ khóa nào, tìm kiếm bao nhiêu, trend làm sao, CPC làm sao, cạnh tranh làm sao, rất là cao đúng không ạ? Giảm cân 40.000, còn thật là tổng search của nó là trung bình nhé, tổng search trung bình của nó trong 12 tháng là 178.000. Đấy, còn thấy không? Rất là nhiều này, giảm cân nhanh, cực kỳ nhiều không? Cạnh tranh rất là cao đúng không? Là cao luôn đấy các bạn thấy đúng không ạ? Tương ứng với từng từ khóa nó sẽ lượng tìm kiếm bao nhiêu, và trend nó như thế nào, dựa vào cái trend này thì chúng ta sẽ tìm được những cái từ khóa mà chúng ta cần phải sell. Ví dụ như cái từ khóa nào đang giảm cân thì nó là ổn định này, 0% tăng này, các bạn thấy không? Nó là ổn định luôn các bạn thấy không ạ? 40.000 xem còn bạn thấy là những cái từ khóa đang giảm này, cái giảm cân hiệu quả nó giảm 45% này, giảm kinh khủng không? Cái này như cái này là tăng 139 này. Đấy, các bạn thấy là nó tăng kinh khủng không? Đấy, thì chúng ta dựa vào cái trend này, như cái này giảm cân gì đó nó tăng 296%. Chúng ta dựa vào cái trend của nó để chúng ta có thể làm được một cái sản phẩm đúng không? Chúng ta sẽ tìm được cái từ khóa nào chúng ta đánh. Công cụ rất tuyệt vời ha. Rồi, tiếp theo một cái công cụ nữa Trường sẽ giới thiệu với các bạn, đó là công cụ Ahrefs ha. À, bây giờ chúng ta check Ahrefs này. Ahrefs này nó sẽ giúp chúng ta cái gì? Nó giúp chúng ta được phân tích được đối thủ này, nó giúp chúng ta tìm được backlink này. Ví dụ như các bạn lên Google rồi, các bạn lên Google các bạn gõ gì ạ? Các bạn lên Google các bạn gõ là giảm cân đi. Thì chúng ta sẽ phân tích những đối thủ đầu, những cái đối thủ mà chat đã thấy không nói đúng không? Là quảng cáo Google thì không nói. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích được là đây chúng ta sẽ lấy những cái website mà đang ở vị trí 1, 2, 3, chúng ta phân tích xem đối thủ của chúng ta mạnh thế chừng nào. Đây, bạn copy nguyên cái link này, các
bạn sẽ bỏ vào cái thằng domain address này để chúng ta check xem. Đúng không? Chúng ta sẽ check xem nó mạnh tới chừng nào. Còn hai công cụ còn lại thì các bạn tự khám phá. Tôi cũng chưa sử dụng hai công cụ nữa luôn. Chỉ mới sử dụng hai công cụ là thế nào? Quá hay luôn. À, kinh doanh online hay bán hàng online, các bạn cần phải có công cụ mạnh, vũ khí mạnh để hỗ trợ ha. Hỗ trợ là cho chúng ta. Thì chúng ta cần phải có công cụ mạnh. Rồi. Để thắng được đối thủ thì các bạn cần phải hiểu đối thủ, các bạn hiểu không ạ? Cần phải hiểu đối thủ. Thì để hiểu được đối thủ thì chúng ta cần phải có công cụ phân tích. Đúng không ạ? Chúng ta không thể nào đoán mò được. Thì đây là những công cụ rất là mạnh. Bởi vậy đây là công cụ rất là đắt tiền các bạn ha, rất đắt tiền. Đây các bạn đợi chút xíu thì nó sẽ load chúng ta. Chúng ta sẽ phân tích là đối thủ ở top 1, top 2. À, để coi chúng ta xem nó mạnh chừng nào để mà vượt qua được nó. Các bạn muốn lên vị trí 1, 2 thì các bạn phải phân tích được đối thủ của chúng ta. À, phải thắng được nó. Muốn thắng được nó thì các bạn cần phải xem những cái thông số nào để thắng được nó, đúng không? Đây là hai công cụ rất là tuyệt vời luôn các bạn. Rồi đây. Và chúng ta sẽ chỉ quan tâm cái gì ạ? Chúng ta sẽ quan tâm đây cái UR và cái DR. UR và DR, bạn thấy không? Cái UR này với DR này là cái thông số xếp hạng của cái thông số xếp hạng của Google đó các bạn. Nó từ 0 tới 100. Mà các bạn thấy là nếu mà nó mà tiến gần về tới con số 100 là nó là rất là chất lượng, rất là tốt các bạn. Mà đây các bạn thấy UR là nó là chỉ có 15, DR 81. Nó cũng khá ok ha, DR nó mạnh này. UR 81. Và cái backlink của nó là bao nhiêu ạ? Backlink của nó là bao nhiêu ạ? Là 6,9 triệu backlink. Mà thấy nó lớn không? Khá lớn đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta xem là cái backlink của nó là như thế nào. Các bạn click vào phần backlink này này. Chúng ta xem. Đây có rất nhiều cái thông số ha. À, thì các bạn có thể ở trên YouTube chắc là nó có cái video phân tích kỹ hơn. Ở đây trường chỉ cho các bạn những cái thông số cơ bản thôi. À, ví dụ như là UR, DR đúng không? Và backlink này. À, muốn thắng được thì chúng ta xem là backlink của nó như thế nào, backlink chất lượng các bạn ha. Như cái này web này nó có 6,9 triệu backlink, khá là lớn. Cái DR nó rất lớn các bạn. Tí truyền cho các bạn thấy là cái DR là cái gì này. Các bạn click vào domain rating ha. Nó cho các bạn biết này. Đó, click vào. Thì nó sẽ cho các bạn biết domain rating là gì. Bạn biết tiếng Anh thì bạn đọc. URL đây. URL rating ha. URL rating là cái gì ạ? Là cái điểm chất lượng của cái link này các bạn này. Còn DR là cái domain, là cái domain đó là ví dụ như là cái DR là đánh giá giá là cái ví dụ như cái trang soha.vn. Còn cái UR là URL là có cái URL là cái này luôn, toàn cái này luôn ha, cái link của nó. Thì ở đây cái domain của nó là từ 0 tới 100 á, nó là 81 rồi thì nó khá là lớn đúng không? À, còn cái thằng cái đường link của nó, tức là cái đường link của nó luôn đây, đường link của nó này chỉ mới có 15 thôi, chỉ có 15 thôi mà nó đã lên top 1 rồi, thấy kinh khủng ạ. Rồi bây giờ chúng ta click vào chúng ta xem backlink của nó đúng không. Backlink của nó các bạn thấy này, nó có 8763 backlink từ cái domain đây. Các bạn thấy nó đi từ backlink. Quan trọng để thắng đối thủ thì chúng ta cần phải quan tâm nó đi trên những cái backlink nào. À, từ đó thì chúng ta có thể là lấy những cái trang này, tại vì các bạn thấy là đây là những cái trang ví dụ như gia đình.net này, .vn này, đó là cái bài viết của cái trang này, đây cái bài viết nó bài của trang Soha này nó đã viết trên cái trang này, nó là một cái link cho các bạn. Thì chúng ta cần phải phân tích đối thủ là nó đang đi trên những cái trang nào và số lượng trang là bao nhiêu đây. Như hiện tại nó đang đi trên hơn 8763 cái trang khác nhau, đúng không ạ? Backlink khác nhau này các bạn. Rồi cái backlink này á, bạn xem nó đi trên những backlink rất là lớn đúng không ạ? Tại vì cái chỉ số là từ 0 tới 100 mà nó đi rất là lớn đấy các bạn. Thì chúng ta phải tìm được những cái backlink nào
mà nó sẽ lớn hơn và nhiều hơn nó nữa thì chúng ta sẽ thắng ha. Đấy, chúng ta sẽ dựa vào là chúng ta săn này các bạn, chúng ta sẽ dựa vào những đối thủ này để chúng ta sẽ tìm kiếm những cái web mà là chúng ta đi link mạnh hơn nó, đúng không ạ? Ví dụ như là trường thấy là 96 khá là lớn đúng không? DR là cái domain rating á, cái chất lượng của cái thằng domain á. Còn thằng URL là đây, URL rating các bạn ha. URL là clean đấy các bạn. Đấy. Mà thật là nó rất là lớn. Thì thường thì các bạn có thể, nếu mà các bạn không cụ này các bạn export nó về luôn. Đấy, export nó về này, đấy. Các bạn chọn 100 style export luôn đúng không ạ? Bạn có thể tải nó về, hoặc là các bạn có thể săn những cái link nào mà nó có DRUR cao, DRUR cao thì các bạn sẽ lấy cái trang đó, các bạn đi link cho cái trang của mình. Thì các bạn có thể chọn rất là nhiều cái trang khác. Giờ chúng ta tiếp tục thì cái trang thứ hai đúng không ạ? Đây, bạn thấy không? Rescale về. Nhưng cái trang này traffic nó cứ về là 250.000 khá lớn ha. Đó, các bạn hiểu không ạ? Ở đây chúng ta đang phân tích lại cái đường link này ha, chứ không phải phân tích cái domain của nó. Domain này khá lớn, số trong biển khá lớn đúng không? Nó có tới 81 lận các bạn. Còn cái cần link là nó 15 thôi. Bây giờ làm sao các bạn đi link cho cái thằng này á, mà nó lớn hơn 15, 16, 17 chẳng hạn, và cái lượng backlink của nó lớn hơn. Lượng backlink cái này này nó lớn hơn thằng này, và cái lớn hơn có thể là không lớn hơn, nhưng mà các bạn chọn cho trường những cái trang mà có cái DR UR cao á thì các bạn sẽ thắng nha các bạn. Bạn đi link trên những cái trang UR DR cao là bạn sẽ thắng. Tất nhiên là các bạn phải tối ưu là website thật tốt đúng không? Tối ưu bài viết thật là tốt, SEO on bài các kiểu nữa. Đây. Đây các bạn thấy là cái thằng này DR nó có 60 đúng không ạ, thấp hơn kia. UR của nó có 17, nó lại thấp hơn cái thằng kia nữa. Nó là lý do thằng này ở vị trí tới đầu, thằng thứ hai à. Và các bạn thấy là nó chỉ có bao nhiêu ạ? DR là cái domain đấy các bạn, domain của thằng này là mới bước được 60 thôi, chưa mạnh bằng thằng Sô Hà đúng không ạ? Và thằng kia là bao nhiêu ạ? 18 đúng không? Phải 18 không? Thằng kia là 10 15 thôi, nó chỉ có 15 thôi, nhưng mà cái DR nó cao hơn. À, bởi vậy cái DR nó cao hơn và cái lượng backlink nó lớn hơn sao nào. Ok đúng rồi, backlink nó lớn hơn. Đây, mặc dù URL nó cao hơn nhưng mà cái DR nó thấp hơn và lượng backlink nó ít hơn, bởi nó nằm ở dưới. Chúng ta xem coi cái chất lượng backlink của nó. Bạn thấy là chất lượng backlink của nó đây này. À, chúng ta dựa vào hồi nãy chúng ta xem đó. Backlink nhiều, này có 6,9 triệu backlink nhiều nhưng mà phải chất các bạn nhé. Chứ backlink nhiều mà không chất thì nó không lấy giá cao. Chất là các bạn dựa vào URDR của cái trang á, của trang mà chúng ta sẽ đi à, cái trang mà chúng ta đi các bạn mà có chất lượng DR URL cao thì chúng ta sẽ thắng nhiều hơn á. Đây, bạn thấy là cái trang này nó đi trên những cái URDR khá là thấp, bạn thấy không? Lại bên kia đúng không ạ? Bên kia nó khá là cao. Chỉ có một vài cái là cao. Cái URL của thằng này khá là thấp, thấp rất là nhiều. Bên kia là toàn có 3-4 chục đúng không ạ? 5-6 chục. Bây giờ thằng URL rất là thấp. Đấy, đó là lý do nó thấp hơn. Backlink nó rất là thấp, backlink có 400 mấy thôi. Đấy. Bởi vậy nó không thể nào bằng cái thằng kia. Rồi, cái hai công cụ rất là tuyệt vời đúng không? Ahrefs và Keywordtool.io sẽ giúp cho các bạn là phân tích được đối thủ đúng không ạ? Chúng ta tìm được backlink của những đối thủ đang đi ở đâu, chúng ta có thể lấy và chúng ta đi trên những trang như vậy, và chúng ta phân loại được backlink mạnh ha. Để chúng ta đi. Ok. Đó là cái tác dụng hai công cụ này. Rồi, ok, xin chào các bạn. À, nếu có vấn đề gì thì các bạn có thể comment dưới video này ha, tôi sẽ trả lời các bạn. Và bạn hãy không quên đăng ký kênh và click vào cái chuông nhận video mới mỗi ngày. Ok, xin chào các bạn.